Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi số tự động nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Suzuki XL7. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân. Và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được 10 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki XL7 2021 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Suzuki XL7 2021 này các bạn nhé. Bắt đầu một vài năm gần đây thì những chiếc xe Suzuki XL7 này đang bán rất tốt trên thị trường, bởi vì giá thành rẻ này và mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tiết kiệm quý vị các bạn nhé. Chỉ phải 6,39 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 7,99 lít, nếu như ngoài đô thị chỉ 5,47 lít thôi các bạn ạ. Giá thành rẻ, tiết kiệm nhiên liệu, đó chính là ưu điểm của những chiếc xe 7 chỗ mà dành cho những người mà hay mua về để chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ kinh doanh vận tải đều rất là tốt quý vị các bạn nhé. Giá thành rẻ thì thu hồi vốn sẽ nhanh. Chiếc xe này rất là đẹp này các bạn này, dàn lốp thì còn rất là dày này, la răng đúc mặt phay các bạn nhé. Đây. Đấy. Tất cả còn rất đẹp, khóa thông minh, đề nổ start tốt bạn ạ. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, nhìn về cái phần ba đằng sau trước các bạn thấy đấy ạ, cụm đèn pha cũng đã được trang bị là cả đèn LED ban ngày rồi nè. Đấy, đèn LED ban ngày của bạn nhé. Cụm đèn pha này, mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt đều rất đẹp luôn bạn nhé. Đã được trang bị cả đèn gầm rồi nè. Đấy, rất là mới luôn. Chiếc xe này màu đen nhé. Hôm trước thì tôi giới thiệu đến quý vị các bạn là chiếc xe màu vàng. Hiện nay chúng tôi đang có 2 chiếc, kể cả là màu vàng, màu đen, đây vẫn còn ạ. Quý vị các bạn nào mà đang có nhu cầu thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi để xem bạn nhé. Chiếc xe này thì cũng đã rất nhiều option rồi, mà chủ xe cũng đã lắp thêm màn hình Android, camera lùi rồi các bạn nhé. Xe cũng đã có sẵn cảm biến lùi nguyên bản của xe này, đuôi gió này, giá nóc đầy đủ rồi các bạn ạ. Một chiếc xe rất là đẹp đấy ạ, không tai nạn, không ngập nước gì đâu các bạn ạ. Nhìn về phần bên ngoài, phần nước sơn đấy ạ, nước sơn của sườn bên phụ cũng đều rất đẹp này. Đấy, cabo này, sơn zin của xe này, sườn bên lái này cũng đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Sườn bên lái nước sơn rất đẹp này, toàn bộ về ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần keo chỉ cũng như là về phần nội thất bên trong. Đây là cái cánh cửa phía trước bên lái này, keo chỉ là nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên zin, táp bi cánh cửa này rất là đẹp luôn, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô này, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất đẹp luôn bạn nhé. Đấy, ngoại thất này, nội thất đẹp này, màn hình Android xịn này, camera hành trình này các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp luôn bạn này, đồng hồ công tơ mét này, 10 vạn km rồi các bạn nhé. Đấy, đồng hồ này chúng tôi cam kết là chuẩn luôn bạn nhé. Cảm biến lùi nguyên bản của xe này. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và sản xuất tại Indo đây các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc, nội thất da này, trần màn hình, trần này không có bọc gì đâu nhá, trần vẫn đẹp luôn. Chiếc xe rất đẹp luôn bạn nhé. Nội thất ghế da, thảm trải sàn nguyên zin của xe vẫn còn này. Đấy. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Keo chỉ nguyên zin này, đây là về phần keo chỉ này, táp bi cánh cửa cũng nguyên zin này, nội thất của chiếc xe đây các bạn này. Đấy, nội thất rất đẹp này, ghế này, đấy các bạn xem nhé, nội thất ghế da này, nỉ sàn này đầy đủ đều rất đẹp luôn này. Đấy, nỉ này, cửa gió điều hòa các thứ các đều rất là mới luôn. Hàng ghế thứ ba, hàng ghế sau này ít người ngồi cho nên là còn rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem, là cái phần cốp sau này,
từ ốc cốp sau này. Đấy, ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau là còn nguyên zin hết luôn các bạn nhá. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này, tất cả còn rất đẹp này. Hàng ghế sau bạn xem đây ạ, mới tinh luôn này. Nỉ chân này đều rất đẹp các bạn nhá. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ đây, từ keo chỉ cánh cửa này, đấy, tắt đi cánh cửa này, toàn bộ về cái phần ngoại thất phía sau này đều rất đẹp và rất là mới đây các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn, nội thất rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên phụ các bạn này. Từ keo chỉ cánh cửa là còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin. Táp bi cánh cửa cũng nguyên zin luôn này. Đấy, từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cần số này rất là mới này, tay phanh này, điều hòa tự động rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Toàn bộ ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp capo này ra cho quý vị các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Suzuki cũng đã trang bị cho chiếc XL7 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số tự động mà nhá. Đây, và động cơ thì còn nguyên zin này. Từ ốc cabo cho đến keo chỉ cabo, à đến ốc đến gioăng dàn cò các bạn này, còn nguyên zin này. Ốc cabo này. Đấy, còn nguyên zin luôn mà nhá. Cam kết với quý vị các bạn là nguyên zin hết này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản luôn bạn nhá. Ốc cabo đây, nguyên zin này, keo chỉ cabo này. Tất cả là còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Chưa có con ốc nào bị tháo ra, cũng chưa có mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản luôn này, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Suzuki XL7 2021 đăng ký tên tư nhân, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé, sản xuất tại Indo. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki XL7 2021 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Suzuki XL7 2021 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.